Express Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là nhóm Những Năm 90. Đến với vòng huấn luyện và biểu diễn này thì nhóm Những Năm 90 đã chọn một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Thế Hiển, ca khúc Tóc Em Đuôi Gà. Các bạn ấy chơi nhạc ở mức độ vừa phải, nhưng cái đam mê và cái cố gắng của các bạn ấy rất là nhiều. Các bạn ấy cố gắng làm theo những gì mà huấn luyện viên chỉ dẫn. Và một cái thử thách rất là lớn nhất của ban nhạc đấy là tôi thay đổi cái định dạng của ban nhạc. Cái việc thay đổi này cũng là thử thách của các bạn ấy. Tôi không hy vọng quá nhiều ở ban này, bởi vì là với cái thời gian ngắn mà thay đổi cái cấu trúc của ban nhạc thì đó là một điều vô cùng thử thách. Và tôi chỉ mong là các bạn sẽ có một cái biểu diễn, phần biểu diễn tốt nhất trong cái buổi tối ngày hôm nay. Mình tin chắc là đối với những bạn 9X trở về trước thì đây là một bài hát không xa lạ gì cả. Và chính điều đó cũng đang gây một cái khó khăn rất là lớn cho nhóm mình trong việc làm sao để bài hát mới mẻ hơn, gần gũi với mọi người hơn, những bạn trẻ bây giờ, những người nghe nhạc bây giờ. Trên phố, phố đông người qua, chờ anh với, nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi. Này cô bé, có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi. Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi thì xin em hãy chậm chậm mà thôi. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh, xuân hồng môi thắm em cười trong chiến thật xinh. Ước chỉ là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Chờ với bạn em hay có chừng em không kịp thắm, giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh, để anh được nhìn ngắm em cười trong mái tóc em đuôi gà. Trên phố đón em về qua, ta áo trắng vẫn trắng mãi trong mình, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé có biết chăng là màu xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ vì anh yêu mãi. Ước chỉ làm cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Chưa với bạn em hãy coi chừng kéo không kịp thắng, giữa con đường thành phố đông người đứng đến chạy nhanh, để anh được nhìn ngắm em cười trong nắng tóc em đuôi gà. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh, nắng xuân hồng môi thắm em cười chung chim thật xinh. Ước chỉ là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Chờ với bạn em hãy qua chừng em không kịp thắng, giữa con đường thành phố đông người đứng đến chạy nhanh, để anh được nhìn ngắm em cười trong mắt tóc em đuôi gà. Tóc em đuôi gà, tóc em đuôi gà.
Anh Đức Chí, tôi thực sự ngưỡng mộ anh. Bạn rất tuyệt vời. Các bạn chơi rất hay, rất nhịp nhàng, uyển chuyển, nhẹ nhàng. Nhưng tôi đề nghị ban tổ chức xem lại. Hình như đây không phải là ban nhạc những năm 90 mà ở vòng một tường chúng ta có. Các bạn nào những năm 90 gốc, các bạn bước lên và bước thử xem. Gốc những năm 90. Còn đây là những năm 2000 ạ. Đúng rồi, đây là những năm 2000. Vì sao lại có sự thay đổi này anh Chí? Chúng bác còn nhớ là tôi có nói rất nhiều với các bạn acoustic rằng là các bạn đang bị lập theo một cái khuôn phép mà tự các bạn trói các bạn lại. Tôi nghĩ rằng là các bạn có thể thêm violon hoặc là đơn giản nhất là cái melodica, melodion, là ai cũng có thể mua, chỉ có vài trăm ngàn là mua được một cái đàn và thổi, hơn là phải đánh cái keyboard vô hồn. Tôi chỉ định dành cái suy nghĩ của mình để muốn định dạng lại cái acoustic cho các bạn nhìn lại một chút xíu, để các bạn tự nghĩ ra những cái cách riêng khác cho mình mà thôi. Cái đó là cái ý định của tôi ở tiết mục này. Nhưng mà các bạn ấy còn tặng thêm cho tôi rất nhiều, từ cái cách biểu diễn, từ những cái này cái nọ. Và thật sự là tôi rất là tự hào về các bạn hôm nay. Bây giờ sẽ là ý kiến của các huấn luyện viên còn lại. Mời anh Nguyễn Hải Phong. Tất nhiên là cái tiết mục này không có cái gì để chê rồi. Tôi thực sự nghe rất là đã, rất là sướng. Phải thực sự rất đáng khen hai giọng hát của các bạn hát một bài xưa cũ mà rất cảm xúc như vậy. Tôi yêu cái tiết mục này của các bạn quá cơ. Ở những cái giản dị của các bạn ấy, đằng sau ấy là cả một cái sự tính toán rất là kỹ lưỡng của anh Chí. Tôi thấy rằng là anh ấy là Donny đóng giày và rất là khéo. Các anh giấu hết tất cả những cái điểm yếu của các bạn. Và người ta chỉ còn nhìn thấy một sự dễ thương thôi. Và một khi mà người ta đã nhìn thấy dễ thương gì thì người ta cứ thấy hay thôi. Ra thì nó cũng không có gì lớn lao. Điều mà Đức Chí ước muốn trong một cái ban nhạc acoustic là phải có một cái contrabass. Làm sao để mà có những cái comment ở trong này thì Chí đã bổ sung clarinet, và làm sao để có đấu bền với nhau, phải có đấu pháp như vậy. Và tôi thấy Đức Chí cũng không có giấu gì cái sở đoạn của các bạn cả. Đây là một bài hát có làm sao để như vậy, với một cách phối có làm sao để như vậy. Chính vì vậy nó đem tới sự duyên dáng. Ở đây duyên dáng ở chỗ là lâu rồi chúng ta không thấy cái điều này. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại. Và cái gì lâu lâu chúng ta gặp lại, chúng ta cảm thấy quý nó. Để mà góp ý sau những cái lời này thì tôi chỉ chốt một câu thôi. Các bạn là ban nhạc acoustic duy nhất xứng đáng bước vào vòng tròn. Tôi là MC nhá. Nói các em nhá. Đấy là quan điểm cá nhân của chị Phương Nguyên. Còn anh Nguyễn Hải Phong, anh Đức Chí, chị Mỹ Linh cũng sẽ nhìn một ban nhạc nào đó duy nhất xứng đáng bước vào vòng trong. Oh yeah. Đây mới là quan điểm cá nhân. Trong chương trình này bạn không phải là MC. Ai nói xuống mắt là MC chương trình này đó là quá sai. Vì bạn chính là host chương trình này. Tất cả những gì bạn dẫn dắt, chúng tôi phục bạn vô cùng. Ngày hôm nay tôi cũng nói lời ngưỡng mộ với bạn. Em à. Em cảm ơn chị rất nhiều. Thực ra là tôi không có khái niệm nhiều về những vấn đề này đâu. Tôi chỉ biết rằng là một nghệ sĩ mà cầm micro và trên sân khấu thì tôi cố gắng làm tốt nhất vai trò vị trí của mình. Cảm ơn chị, cảm ơn nếu mọi người đánh giá và ghi nhận những cái điều mà tôi đã làm, xin cảm ơn. Một lần nữa xin chúc mừng anh Đức Chí, xin chúc mừng những năm 90. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng chờ đợi hai ban nhạc cuối cùng của hai huấn luyện viên trong chương trình hôm nay. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ lại cùng nộp cảm xúc ở những phần tiếp theo sau khi chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn quý vị. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.